Ok, hôm lên em. Hôm nay chúng ta lại thử qua game mới. Game này có tên là Steam World 2. Một con game mà tôi rất là quan tâm ở trong cái tháng 8 này luôn. Grant Andrus here, and I'm the art very early in the story. Ông nào up cái So trailer get 13 phút unlocked như thế this này dangerous. và cái trailer thứ hai đi. Steam World này á là một cái thế giới hơi nước, nó không phải Steam này đâu nha. Hãng Steam World này họ làm rất nhiều con game luôn. Nếu như anh em để ý mà mấy con game indie của họ, chắc anh em cũng biết qua nó cũng khá là nhiều rồi đó. Nó từ cái thể loại xây dựng nè, thẻ bài nè, cho tới turn bay như thế này, hành động phiêu lưu luôn. Game này thì họ thiên về cơ chế tính toán nhưng mà chiến đấu theo lượt nên nó yếu tố nặng về mặt chiến thuật đó. Nếu như anh em mà thích cái dòng Steam World này, anh em có thể thử qua rất nhiều con game của họ. Steam World Dig nè, Steam World Dig 2 nè, rồi Steam World 2 nữa nè, rồi cái này là con game thẻ bài rất là thú vị luôn. Hôm nào thì tôi cũng sẽ chơi lại con game này một lần nữa ở độ khó cao hơn. Lúc trước thì tôi rất mê game này, giá nó cũng rất rẻ nha, có bốn mấy ngàn nè. Anh em mua con này là chơi rất là thoải mái luôn. Một trong những con game mà thẻ bài rất hay, đơn giản, cái sự kết hợp nhẹ nhàng nhưng mà rất ấn tượng. Còn hai cái này là hai cái phần cũng khá lâu rồi nhưng mà chơi nó rất thú vị nha. Cách đây cũng gần 10 năm thì sau khoảng 8 năm thì Steam World 2 đã ra mắt. Anh em có thể bắn cái viên đạn nó dội vô tường dích dắt nhưng mà anh em chơi đến bài bia đến bia rồi đó nè, rất là độc đáo nha. Ngoài ra trong cái phần này mình có thể là dông cái thuyền mình phiêu lưu giữa cái biển khơi rồi luôn đó nè. Cái này có vẻ mới, nhìn trông nó rất là thú vị. Tuyển dụng cái đội quân của mình, đổi sao như mình có một cái cánh tay một cái gì. Tiếp hoạt là những cái thế giới hơi nước, nó sẽ bao gồm những cái động cơ như thế này. Anh em nhìn mấy cái máy móc nó hoạt động luôn, cái một cái ống khói nè. Game này thì khoảng chiều tối nay nó sẽ ra mắt. Lúc anh em xem cái video này thì nó đã ra mắt rồi, tôi cũng không biết giá game bao nhiêu nữa. Thôi chúng ta vào game coi thử coi chất lượng game như thế nào. Một con game tôi khá là mong chờ luôn. Trên lên đầu game đó à không, cái đoạn này cinematic thôi, của nhà phát hành của chúng ta đây. Trong hiện FPS gì cho nó không có bật rung màn hình ha, sau mini map lên cho anh dễ nhìn. Tốc độ ngắm, tốc độ camera, mấy cái này thì tí nữa vô game chúng ta trải nghiệm rồi tính toán sao. Cái này là con chuột full game, ok, mọi thứ khá là ổn, tiếng game hơi to anh tí. Dạ game nghe nghe hay phết nha, rất ấn tượng luôn. Ngôn ngữ thì vẫn không có tiếng Việt, chúng ta vẫn mong chờ cái ngày nào đó sẽ có thôi. Phải reset game lần nữa, chắc mà nó load lại cái test đu ghê á. Thunder vui, ok chúng ta bắt đầu game, load 3. Cái này cốt truyện, cái này chế độ thư giãn, còn cái này thì chế độ trải nghiệm, còn cái này độ khó thì cực khó luôn rồi, chế độ tùy chỉnh hả. Thôi chúng ta chơi em bước chữa đi. Nó hỏi có được skip qua tutorial không nhưng mà không cho mình chọn không. The great sea serenely orbiting the core of the shattered tun 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 earth, but don't be fooled by that peaceful glimmer. There's a crisis brewing, a water crisis. Mysteriously, this most vital commodity is going bad. Tình thủ uống miếng nước, ăn miếng bánh limbs and mechanical hearts alike. Scarcity is inevitably followed by strife. Already the Royal Navy is enforcing strict control over resources. The tenuous peace secured in the Age of Heroes hangs in balance. And as hardship spreads on the tide, tensions are rising to a boiling point. It would take only a small spark to set it all off. However, these issues are not what's bothering. Kìa, đúng là mình mất đi một cái tay thiệt luôn rồi kìa. With his submarine confiscated by the Royal Navy, the weight of unmet expectations press heavily upon. Sưng tóc đỏ à. Yet word of where his precious vessel is being held could mean a shot at redemption. So, bottling his self-doubt, he heads out to gather his ragtag but loyal crew. Together, they must reclaim his ship. And after that, adventure out onto the high seas. Nói chung là tai nạn thám hiểm gì đó, mình mất chiếc tàu, bây giờ mình đi mình nhận lại chiếc tàu. Giống nhất là gâu với mà cái chiếc ngọc da đen đó ha. Huyền thoại tên ngọc lưu gần. Steam World Legend. Steam World Legend. Rồi sao nữa? Đồ họa nhìn cũng đẹp phết đó ha. Mà gấp rõ không? Coi, rất to từ rõ luôn. Oh my God.
Rồi, bây giờ tìm đường đi vào trong cái chỗ này hả? Chắc là hướng dẫn đầu game thôi. Nhanh 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 nhanh. Di chuyển thì... Rồi, chọn như thế này để nó di chuyển. Rồi, còn phải xem xét xung quanh cái đã. Chắc là nấp ngay đây quá. Mũi tên lên này là sao? À, di chuyển camera, có cái nút ở trên đó. Mình sẽ có hai cái điểm action point mỗi tool. Ok. Khi mình bắn thì cái tool nó sẽ kết thúc. Tức là hai cái action point đó, một là mình để di chuyển trước rồi bắn sau. Hoặc là bắn xong là ngừng luôn. Ồ. Oh. Đúp ếch đó. Rồi không, ngắm bằng chuột đi. Bây giờ. Rồi, tìm một cái chỗ để núp xong. Mình sẽ di chuyển ra đây. Sau đó thì về đảng hả? Ây da. Bắn như thế này cũng được luôn. Nào. Headshot. Nghĩa đen của anh em ơi. Ủa, chọn cái gì nữa? Mu mu gì nữa? Đáng lẽ mới kết thúc tool chứ. Háo 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 háo. À, phải chọn nó đi qua đây. Nó thu nhập được cái gì à? Đi tiếp. Mình còn có 6 máu thôi. Bây giờ Duyên. Mình đi ngay trước mặt nó. Ây da, nó bắn cũng dính nó kìa. Power shot. Power shot thì mình sẽ tăng được một đâm nữa. Ủa cũng ba đạp mà, vậy là chí mạng thì nó mới gấp gửi thôi. Hơi khó hiểu tí. Ê dạ. Rồi, mình có hỗ trợ rồi. Hai nhân vật luôn. VE để đổi mà cái nhân vật mới. Nhân vật này có khả năng là đánh lan rất là nhiều. Bắn ai mà trúng được cái hình sau luôn đó. Có cái nào không? Tôi nghĩ là không có đâu. Dính luôn ra. Oh. Ok sếp, chúng ta tiếp tục đi thôi. Di chuyển lên. Ồ, nó nhảy xuống được luôn ha. Cho bắn được. Hút. Có cái nút gì đây nè. Thằng này nó đánh cận chiến hả ta? Ép chọt chí mạng. Xuyên táo. Thằng này nó bắn là hình như cái shotgun nó bắn một đam hai lần, tổng cộng đam của nó là 2 đến 3 nè. Chí mạng thì nó sẽ tăng thêm một đam nữa là cộng 50%. Cái này đam cơ bản. Ủa còn ai nữa đâu mà không vô đi. Nghệ thuật là nghệ thuật nè. Đó. Có cái gì đó nó dùng máu phá ra rồi. Ủa không phải đường dưới này hả?
À đây đây đây. Thằng máy, thằng máy. Ok. Chưa gì chúng boss rồi. Đó là 20 chao luôn. Cái lỗi là cái gì? Chuẩn bị bom. Tôi nghĩ mình lên cao nhất đi, chỗ nó an toàn. Điểm action mình theo dõi đâu đó. What? À nó sẽ bắn ra 5 cái ô đó. Không hiểu gì lắm. Bắn hụt không gì bạn. Có khi nào bắn vô cái thùng sau lưng đó không? Đúng rồi. Để mũ bảo hiểm. Còn một áo kìa. Đơn giản, game dễ rồi, game dễ quá. Không. Đây đây, chắc thằng này trong tay mình quá. Thằng này nó cũng có một tay à, là mình à. Cái thằng lại quay. Em này neighbor á, được cái mà đa dạng, còn thanh niên này thì đam rất là khỏe luôn, nhất là có đam diện rộng nữa. Đây con tàu của mình đây, cô ấy đây rồi. Bị mà lột hết mấy vũ khí rồi, tàn phá lên banh như thế này, nhưng vẫn may là vẫn còn cái con tàu. Ở đây có cái đường gì nữa kìa. Nhạc con game này hay phết luôn á. Sniper Gripper. Nhận được có 4 ép mà trời. Đánh con chùm vậy mà có 4 ép à. Tính ra là giết một con quái nhỏ là không có 1 ép luôn á. Cái thanh niên này gắn mình vô cái bánh găng rồi luôn đó hả? Chúc mừng vì gặp anh vẫn còn ở đây, tên là Sandwich. Sandwich. Game này nó không nói không phải là cái tiếng Anh đơn thuần nha, nó là cái ngôn ngữ mà nó vẫn là tiếng Anh thôi, nhưng mà nó sử dụng rất nhiều tiếng lóng luôn á, nên đọc nó hơi khó hiểu tí. Rồi đi đến với quán bar làm cái gì đó, chắc là nhận quét ngay đó thôi. Game này nó là chính thôi, còn mấy cái nhiệm vụ thì tôi bó tay rồi. Quán bar nó nằm ở trên này.
Tên 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 chiêu vết luôn á. Nó mũi tên chỉ đường nữa. Cái thằng trộm đi coi. Đầu hàng trước cái đội quân Hoàng gia đi. Bắn được không? Đừng anh ơi, em chưa có súng. Game này nhìn cái đồ họa background nó làm đã phết luôn á. Mấy con kiến trúc nó tô màu cũng rất là hài hòa đó. Rồi mình bị chấn lột con tàu thì bây giờ mình đã lấy được con tàu. Chào anh, có gì cho em làm không? Tôi vẫn chưa hiểu cái cơ chế con game này nó mà ngắm bắn với ba cái tool action phone nó làm như thế nào đâu. Mình có thể đặt hàng thanh niên này hả? Mỗi ngày ông này cũng sẽ bán đồ mới cho mình. Rồi, hôm nay kết thúc ở đây thôi. Khi nào mình gặp ổng thì mình có quyền chọn hết ngày. Qua ngày thứ hai nè. Ngày thứ hai có cái gì mới không? Cũng như cũ, không có gì mới cả. Bây giờ vô trong cái tàu nói chuyện với ông kia đó. Tàu của mình cũng đã phết ha. À. Nhìn rất là chi tiết cầu kỳ luôn. Này cái gì đây? À mình có thể nâng cấp mấy cái trang bị của tàu của mình lên. Thôi lên nói chuyện với ông kia cái đó. Chào tiến sĩ. Rồi đi lụm một số cái tài nguyên, cái trang thiết bị về cho ông sửa lại cái bộ trang bị điều khiển đó thì mình mới lắp được súng nào. Tìm ở đâu giờ? Tìm ở đâu đi có cái đó mà đem lắp vô. Chào mấy bạn. Mình cấp thành là đúng như cái mặt nạ giống như cấp thành American vậy luôn. Ủa đúng giống mà Iron Man. Thay vì Iron Man người ta chạy bằng cái lò phản ứng hạt nhân thì chúng ta chạy bằng cái lò phản ứng hạt nhân. Một cái hộp tím này, đây là những cái tài nguyên chúng ta là xanh lá, xanh dương và tím đi. Trên này còn gì nữa, đi vòng vòng á, ghét xếp thôi. Rồi thôi, đi nào. Ủa đâu đi ra đây, lấy tàu đi chứ. Hai cái đầu lâu này là khó không? Mình có mỗi hai móng như thế này thôi thì chọn lựa gì? Mình có cái khẩu súng gác sniper 2 đam. Chi mạng thì 1 đam. Bắn xong thì phải gài đạn một lần nữa. Nó bắn 2 viên nha. Cấp bậc 0 luôn chứ không được cấp bậc 1 nữa. Một cái lụ mà nổ đam lan 2 đam. K
cây này không thấy bán, còn cây này giá nó chỉ là 8 nước thôi. Ồ, có thể nâng cấp cái kêu luôn. Mình còn cái thằng đấm nè, thằng bơm nè, thằng kỹ sư nữa nè. Lan cơ. Hai cái này là hai cái nội tại nó thôi. Mới đầu game làm nhiệm vụ hay sao này hết ta? Làm nói mà không biết nữa. Hoàn hết kỹ thuật. Tôi đứng đây mình bắn được không? Hốc. Chơi ngu rồi. Tự nhiên mất tôi hai máu à thiệt. À đứng yên pha đó để con sniper nó bắn có nghĩa là. Trên này có đường nữa hay không? Sáu máu. Bút một lớp siêu luôn. Bắn sao dính được trời. Bật gớt cái mũ. Rồi nó kéo quá. À, cứ thùng nổ cho anh à. Hồi nãy đi đường trên này vô mới đúng. Đi dưới này bất lợi quá. Thôi quá này. Thôi nghỉ luôn. Số game gì phần. Nó bắn cũng hụt nữa. Đơn giản. Không cần xài tới cái cục trên này luôn.
Ủa vậy thì sao? Xong rồi đó hả? Thôi rồi, game dễ hơn tôi tưởng. Cái gì? Dạ. Chạy 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 chạy. Tôi nữa thì cái này nó mới bể. Trời ơi. Không bắn tới. Chết tôi rồi. Một máu vẫn sống không sao cả. Anh em thấy khéo chưa? Bây giờ thì đi ra thôi phải không? À, cái lối thoát ở đây trời ơi đi ngược lắm thiệt. Thiệt tình chứ. Điên. Anh em thông cảm, lần đầu chơi game không biết chữ. Ủa, 3 sao rồi, được rồi. Chưa lên cấp luôn. 4 với 3 là 7. Vậy là khoảng 12 XP thì lên được 1 cấp. Mình được cái là cái mũ thì đâu dày đây, cái mũ. Cái ba lô tiền. Gà chà, 3 nước. Ủa, là 2 nước à. 3 cái bình nhưng mà chỉ có 2 nước à. Rồi, về quán bar thì nghỉ ngơi thôi. Ủa, bữa tối mình cũng làm việc được nữa hả? Ừ.
Cái gì đó. Đúng là có ai đi du lịch mà, tôi thấy có người đi qua mà. Điên nào trời, không có bản đồ gì hết. Cái gì đây? Hai nước ngon. Sao tôi cảm giác cái bữa nó gấp gấp sao nào? Để mấy cái đấm như này. Nó nào. Có mỗi hai thanh niên này hỏi hoài à, làm gì có ai mới đâu. Từ nãy còn cái gương mình chưa mở hay gì đó. Cần phải nhanh, không nhanh là không mở được. Rồi có 2 đam. Chào bạn. Chạy 1 đam. Ê, cái gì ấy? Chết tôi rồi. Thử cái lũ này nó trúng đồng đội không? Trúng luôn, chết ngủ thiệt. Một pha chơi ngu. Một pha chơi ngu. Đây, cái gương rồi. Mình có nên đi lên đây luôn đó. Ok. Ơ à? Chết tôi rồi.
một máu. Thanh niên này thì vẫn còn ba máu, không sao cả. Tính tốn như thần. Còn tiền còn bạc thì gớt gớt ở đâu ta? Không còn thì dắt đi luôn thôi. Em thấy gì chưa? Chơi hơi ngu một tí nhưng mà vẫn qua được màn. Lên cấp nào, lên cấp. Bây giờ mình có thể là cho nó chọn một cái job chính à. Đổi job thì mình sẽ cần cái bánh răng này. Cái nào cũng không ngon với anh vậy. Cũng một ngắm hay là ba tuôn mỗi lần. Cho anh đi. Ủa mở nó hai cái được luôn hả? Mở được cái phách mạnh này nè. Rồi, đây là cái đồ tôi cần. Rồi bắt đầu cài đặt nó thôi, lên cái trạm nâng cấp nó là trang bị luôn cái này chỗ này. Phép mình là một cái tài nguyên dạng rất là cao, đừng để nâng cấp cái con tàu của mình. Gì đây? Đây là cái mô đun vũ khí, mình có thể vô đó trang bị được cái mô đun vũ khí rồi đó. Cái vũ khí này có khoảng rất nhiều loại, 3-4 loại gì đó. Có cái méo gì để gắn vô đâu? À có nè. Rồi mình có ba lót để gắn vào. Cái này không phải ba lót gắn vũ khí, còn cái dãy bên này là cái dãy danh sách của mình thôi. Rồi ok, đội trưởng lắp súng rồi đó. Bây giờ đi bắn mấy cái thằng lợi đãi nó trộn trộn mình đó. Cái tầm bắn này trang bị vũ khí phía trước, phía sau và bên hông. Vô cái tầm bắn thì nó tự động bắn. Ủa mình trang bị bên nào vậy? Battleship. Rồi hiểu rồi. Bắn xong là phải quay mặt lại đảo cái cánh bên kia qua liền. Hơi khó điều khiển đấy. Nãy giờ mới xong phần tutorial thôi. Chỗ này không ghé vô được hả? Sao máu mình ít gì nè trời. Ghé bước ra đại hải chinh nào. Đó, nghệ thuật chưa? Ba nước. Nước này để làm cái gì ta? Ẩn cướp biển riêng tư hả? Xây 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 đó. Đi bên kia đóng đồ luôn, quay lại quay lại quay lại. Đi bên phải trước rồi đi ngu rồi. À, có thể điều khiển bằng chuột nữa nè.
Trời ơi, đúp AD chứ cho nó mệt vậy. Mình có thể dùng chuột mình điều khiển là nó đi theo cái hướng con chỗ chuột nè. Ủa? Trời ơi, phải ngược dòng này nó không cho mình vào. Lừa, game lừa. Cảm giác game nó giật giật nên tắt cái vi sim đi. Khi nào hết máu mình về. Thôi, quay về nghỉ coi. Ủa? Ha, qua tờ bay là ở đâu? Game này không có bản đồ hay là cái gì hết nha. Cũng không biết mình đang đi đâu và làm gì hay đâu nữa. Chuyện này có sếp không? Có sếp không? Ở cái gì đây? Cái trận cái biển này đã bị bỏ không nhiều năm rồi á. À, có khi lại đây mình nhận quét á. Bên này sao qua được? Ba phát minh. Chưa vô đó được đó. Tôi nghĩ sau này có cái gì đó mới vô được. Cái tím tím là cái gì? Đây là cái bẫy. Đây, 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 đây. Mình có 3 phát mạnh rồi. Có cái gì nâng cấp được không? Không có gì cả. Cộng một cái đơn vị cho mình, một cái đơn vị phi hành đoàn. Trời ơi, lâu rồi mới gặp. Rồi mình sẽ tuyển thêm một cái đơn vị quân ở đây nữa. Hai cái boss thì cần phải có nước. Có cái nhiệm vụ săn tiền thưởng gì ở đây nữa đây. Rồi mỗi ngày sẽ có một cái số nhiệm vụ tăng tiền thưởng gì đó. Nida đó. Đang làm cái công việc sửa chữa đâu đó. Rồi hết ngày thôi. Mày tính tiếp.
40 nước lận, mình có 37 nước à. Đỉnh nhiều quá, đọc hay không nổi luôn. Bốn chục nước. Bây giờ cái đội của mình nó còn chống hai đốt nữa. Thanh niên này là kỹ sư. Thằng này chắc cận chiến quá ta. Ông già chứ. Nhìn già chán luôn. Thanh niên cầm đàn này ngồi chết. Gì đây cụ? Nếu nó bảo là có cái chỗ lấy nước miễn phí ở đây luôn, nghe như một cái trò lừa đảo vậy đó. Cái gì đây? Cộng 1 đam cận chiến. Cộng 2 máu. 2 máu có vẻ khá là ngon đó. Máu mình rất ít nha. 1 di chuyển nhiều hơn 1 tí thôi, 1 ô thôi. Cộng 1 am là sao? Đồ khá là rẻ. Ồ, súng mới, súng mới. 3 shot. Cấp 1 15 đam. Mua 70 năm bán là chỉ có 15 thôi. 3 đam cận chiến. Khoan khoan. Đam nổ. Súng lục hả? 3 shot 1 đam là cái con kia của mình đang xài á. Nói chung lên đường đam đó. 1 đam nữa rất là ngon nha. 4 đam nhưng mà nó chia ra thành 4 chùm. Đạn chia ra thành 4 tia. 3 shot 1 đam. Cây này giống cây hemlock trong abet nè. Cây này ngon nhất. Cái cây neighbor cho hai cái thành viên của mình. Nhưng mà bây giờ lấy nước đâu ra nó làm gì? Bây giờ mình nhận cái nhiệm vụ của thanh niên Navi đó rồi. Cái gì dưới này còn nữa hả? Cái này có 20 nước à. Hai đam 5 viên, thời gian reload là 0.1. Còn cái này 3 đam 7 viên, thời gian reload là 0.2. Tức là 21. Cái này 20, tính ra cái này cũng đâu có thấp hơn bao nhiêu ta. Thôi để tiền mua súng nó ngon hơn. Mình nghèo mà. Rồi, mình mà quan hệ với nó nhiều á, mình tăng trưởng lên. Đây nè, nó có tên cái hòn đảo lừa nè. Bảy mươi lăm nước không? Không không, thằng này không có trang bị lưu đạn. Này mới trang bị. Cái súng bật không nó trời.
tiên 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 ủa gì thôi đó hả? Chung như một cái bẫy dưới sàn vậy đó, tôi cũng nghi lắm nha. Hai thằng xuống đây thì nó sẽ sụp xuống đó, thôi sụp xuống đi thôi rồi. Ủa thấy rồi, rồi anh cảm luôn, một trên một dưới luôn. Ủa bắn vô cái thùng hay bắn vô cọng dây? Dạ, ở dưới nó cũng bắn được. Đơn giản. Cái thang này để đi lên nha, nhưng mà ở đây còn cái cửa nữa nè. Đó, bạn giấu tiền của mình hả? Không không, cái thang này mình đi xuống. Ở dưới này nó còn cái gì nữa nè. Đi qua đây, đi lên đây. Trời ơi, bật cái này lên không ra được. Lỡ tay bấm vô cái nút đó. Thôi chết tôi rồi. Mất tôi hai máu à. Rồi cái gương làm giúp cái mình. Thank you.
Rồi, thang máy, ok, xong web. Game dễ của dễ. Nhưng mà game hay phết đó nha. Mặc dù có chơi hơi ngu nhưng mà... Ủa? Bảy mươi lăm nước, một chế lựu đạn, một phát minh, 75 nước chứ 88 nữa là 36, ủa 16, ngon. Quay về lên shopping. Xuống đầy quốc nó luôn mà, để trước khi mình mua cái súng. Không, nhận phần thưởng vậy đã. Để có gì nó giao cái nhiệm vụ bên kia nữa thì mình không bị trùng. Ủa, báo cáo đâu? Đây đây. Cái này còn nữa hả? Ô bếp giấu đồ luôn. Thôi nói rồi, trả nhiệm vụ đi. Và cái hộp này cái này là vũ khí phụ thôi nhưng mà bắn nó tới 3 năm đó nha, trong một nhiệm vụ chỉ sử dụng được 2 lần à. Cái cây này thì tôi không tin tưởng cho lắm. Tại vì tí nữa mình nâng mấy cái kia lên 3 đam rồi. Mấy cái này á mình không sử dụng á thì nó sẽ chuyển thành nước luôn nên bắt buộc mình phải dùng rồi. Cái này đổi được 30, đổi 50 nước đi. Cái kit này để làm gì? Hồi 2 máu cho đồng minh ở gần. Đầu game thì tôi nghĩ vẫn cần nước thôi. Ồ, ngồi cái súng kìa. Đó, 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 có người đi trên đó. À không, có Gobo đi trên đó mới đúng. Cái gì là cái gì đó. Tôi nghe có cảm giác như có ai quanh đây vậy đó. Cửa thì khóa rồi, làm gì có ai vào được. Nghe có vẻ đúng á. Đừng có hành game kinh dị nha, hành game kinh dị rồi tôi không có chơi nữa đâu. Đi mua súng là đi cái gì đây? Bên kia nó có một cây súng nữa. Tôi sợ mua xong mà qua kia làm cái nhiệm vụ nó cho trùng lợi thì khổ lắm. Có một cái con team boss nào đó mất tích á nên mình sẽ đi nhận cái nhiệm vụ là tìm kiếm cái đó. Ủa còn 34 nước rồi đâu có làm được cái này đâu. Oh,
5 hoặc là 10, tăng thêm 10% nước. Đầu game thì nó chưa có ngon đâu, tại đầu game tôi không có nghĩ mấy cái nhiệm vụ nó nhiều phần thưởng bằng cái đoạn về sau. Đi tìm cái con boss bí ẩn nó bị mất tích à. Bên kia thì đang treo thưởng cho nó rất nhiều luôn. Tôi nghĩ cái con mà sẽ tìm boss bí ẩn đó là cái con nó chạy trên cái mái nhà mình đen ken hổng dài á. Đừng nói vô đây cho cái súng bị trùng nha, buồn lắm đó. Sáu nước. Bốn. Ủa đâu phải cái này, tôi đổi súng giờ đây nè, đó. Ủa nó có cái nỏ này là sao ta? Ủa từ. Ôi, nó đeo vũ khí gì, hình như là nó lên cái cấp theo cái đó hay gì á. Ủa? Sẽ chuyển cho nó lát nó qua Gipper được. Cái này nó thành lát Indian nè. Này vẫn là neighbor mà. Chính hiện anh Nia công ở đây là sao ta? Không biết nữa, vô lại đi. Mới vừa vô ở kích hoạt báo động này. Tôi nghĩ là tí nữa địch nó sẽ tràn ra thêm mấy cái chỗ này nè. Nên tốt nhất mình lên đây mình lụm tiền. Ủa quên, lên đây mình ẩn nấp. Đó thấy không, nó gọi điện nó ra rồi. Kỹ thuật thế dạ. Nó không trúng đây, nó không dội. À cái sàn này nó chỉ có một con vạch thôi. Cái sàn hai vạch thì nó mới dội được. Anh em thấy ngắm như neighbor siêu chuẩn luôn.
Ủa, sống đấm nó được. Cái heo gì vậy? Trong cái phạm vi ô này thì mới bút được một đam. Không được, không tới. Giờ tới nè. Đi qua đây, nó lên đây. Kỹ thuật 7 tôn nữa. Gì mà nó bắn được hả? Ây da. Hai cầm kiếm thì không lo. Cầm kiếm này thì nó đi lại gần hơn. Bắn này chúng kia. Giỏi chi có chế độ mà thả xuống. Trời ơi. Vướng đó. Tôi nghĩ là vướng á. Chết ông.
Chỉ một đám đây không? À nó có lớp giáp. Chết luôn rồi. À. Rồi trốn được, trốn được. Này nó bắn mình một phát thôi. Tranh thủ lượm luôn cái túi tiền. Rồi anh cắm. Rồi bắn hụt, bắn hụt. Tiếp 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 tiếp. Chạy 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 chạy. Một thanh niên đã nằm lại rồi. Chưa có lượm được cái túi tiền cuối. Cái nhiệm vụ là chỉ cần sống qua 9 tuần thôi chứ không cần phải giết. Nhưng mà sao cái lát kia nó không có lên ta? Nếu bạn không di chuyển trong cái tuần hiện tại thì sẽ cộng một đam. Ngon. Sau này nó lại là cái lát anh nữa ta, tôi không hiểu luôn. Mười bảy nước à, 27 nước. Đi bắn tàu này nó có vẻ dễ kiếm nước hơn mình đi cái nãy. Do tàu mình bắn xa hơn tàu nó. Cái dòng hải lưu đó thì mình không có qua được. Cay, cay cái chỗ này dữ thiệt á. Ôi, cái xí nước kia à. Tí nữa quay lại đây sao? Giờ mình về mình nghỉ rồi đó. Mua luôn về lắp vô con tàu cho của mình. Ủa à, cái này là cái shader, cái kia cũng là cái shader nữa. Cái này phía trước rồi, cái này phía sau. Chết tôi rồi, mua trùng nhau rồi. Kệ nó lên được một đam nữa. Cũng không có phí.
Nằm lại. Thức bậy đi, trễ quá. Tôi không hiểu sao nó không có la qua cái lát Gipper nè. Bạn vẫn ở bên cái lát Nia đó. Cái súng ban đầu của mình ở đâu ta? Rồi phải đeo nó tính theo vũ khí rồi. Bị ngu quá. Cái cây kia là dành cho sniper. Cái này nè là lát Enya nè. Enya sniper nè. Enya rồi sniper. Chỉ phải tuyển thêm thằng để Enya nữa mới xài được cái cây kia. Phí tiền mua rồi. Đáng lẽ hồi nãy là thằng này lên Gipper 2 luôn rồi đó. Rồi làm lại nha. Kiếp. Dạ. Rồi. Bà nó chứ. Địch tình. Lạm phát mới vô mất 5 máu quan mạng luôn á. Kỹ thuật chết tôi rồi.
Sống rồi, không cần phải bắn. Cái cầm kiếm chắc nó không lên đây được đâu. Chùm ra nè. Đúng luôn. Đứng đây vậy rồi vẫn bắn được, bắn được. Đánh trang dưới người ta. Quá đông rồi, quá đông rồi. Cho này nó bắn ra đi, không sao đâu. Cầm kiếm này là phải diệt nó. Đào phết. Nó hút vô bộ hết luôn. Ủa không đi được luôn hả? Đi được thì thành hy sinh thôi, biết sao giờ. Vướng rồi. Với lại nó bạc máu nữa. Có khi thua luôn á. Rồi hy sinh một đồng chí. Toàn dữ vậy ta. Miễn mình còn trên 3 máu thì mình gây thêm 1 đâm. 58 nước.
Toan quá toan. Mấy thằng Navi nó xài cái đồ xịn sò lắm nên mình không nâng cấp, là vì sao mình toan thôi. Mày có chân vào mắt à? Hình như có gì đó ở đây. Robo mà còn dùng cái từ mất trí rồi à đó. Nãy mùa lộn thì súng trời. Cây này mới đúng nè. Chân ngu hết tiền rồi, giờ không biết làm sao luôn. Mẹ đi lần 3 là cái đó trời. Sao con này nó nhận ra mình đó? Con này tên là Windy hả? Sao để tăng là cái danh vọng của mình lên được. Chỗ như này thì tôi bó tay rồi. Súng mới rồi. Đó súng mới giờ bắn một phát là xong luôn rồi. Trên này có gì vậy? Đi đủ tiền mua súng rồi, quay về. Tên mình có mỗi hai cung này, phải phá được cái chỗ này, không phá được không được, cãi dữ lắm rồi. Chưa ngu nhưng mà phải biết cố gắng. Chưa ngủ gì hết, mới đi mà không cãi nhau lần thứ ba. Đó, đúng cái lát gripper của mình rồi. Để giờ tôi thử thôi. Để giờ khởi động nhắm người tí đó mà. Ủa, sao túi tiền hình như nó đổi hả? Hồi nãy tôi nhớ nằm đâu đây mà. Trời ơi, quên cái túi đây. Chết cụ rồi.
cầm kiếm này, nó lên đây nó cũng chém bể cái này thôi. Mà chém bể thì nó cũng rất nguy hiểm. Trời, đấm cũng chí mạng đó. Đó anh em thấy khéo chưa, bây giờ đâu có mất máu ở đâu. Trời ơi. Đi cao lên. Chạy đóng gì vậy? Ở đây mà nó bắn sượt thằng bên này luôn. Mất một giọt máu quá kỹ thuật. Đóng gì? Kỹ thuật tôi tính bắn thằng trên đó nhưng mà nó chết ba dưới luôn.
Bây giờ cho nó chém, mình chạy thẳng rồi thôi. Chém chết như vậy. Đi tới đây là thiếu ngu đó. Thiếu ngu này thì sợ hai nó qua, nó chém ba thằng nó qua, nó chém là chết luôn. Nên mình buộc phải đi vòng lên trên này một cái để núp. À quên, chạy qua bản đi, có con bò nó bắn Gober chưa? Vừa có tới. Quá đơn giản. Sau 3 lần ăn hành tôi đã đạt được mức tuyệt đối. Anh em thấy gì chưa? Cái gì đây? Trời ơi, nó giống hệt cây súng mình mới mua nãy luôn. Trời ơi. Nó bắn 3 viên đơn. Thua. Thua cây nãy của mình. Không có ngủ nghe gì hết. Đây rồi, 4 hộp đó. À, có chỉnh lại độ khó nữa kìa. Không, chơi độ khó bình thường đi. Ủa, 3 thành viên mới đi hả? Vì đợi 40 tiền cái đó, 40 nước cái đó mới đi được. Bữa nay mình đổi tiền lấy nước là đủ 40 nước à. Có 40 nước thì mai mình tuyển thêm một thằng đệ nữa. Đổi nước, một nước nào. Còn lại 3 hộp. Này vũ khí phụ thôi. Mười ba hộp này mình lên tàu mình nâng cái đó. Đây lên tàu nâng cái này lên. Ủa cái dưới này là cái gì? Rồi nó in ốc ra chúng thấy nó nâng lên. Cái này là tăng thêm cái tuyệt kỹ cá nhân dạng như là của anh Ti á. Nãy mình dư cây súng mà em nêu không? Thằng này là neighbor á. Mày nhìn nó ma lành quá vậy. Lên cơ. Thằng này nhìn nó gian gian xấu á. Nó tên là Gao Ba nè. Tặng cú nhảy rất là cao. Đây là neighbor đó, nhìn thằng này nó xấu xấu à. Neighbor đi, nhìn này con mắt nó giống thằng Pathfinder trong Abyss Theogen á. Nhìn có cảm tình hơn.
mấy cái này là nó xuất hiện ngẫu nhiên hết đó. Game dễ. Thằng này để bơ mà cộng đam cận chiến cho nó hả ta? Để chuyển thể cho nó qua bên đây luôn, em đi luôn. Chuyển thể thì lại trúng tiền đó. Tốn ba cái bánh răng nhưng mà bánh răng nó nằm đâu ta? Chờ đi. Mười bốn tuần. Để chuột ngay đây nè, đó. Kỹ thuật. Cho 11 tuần mà qua đây kịp trời. Chỗ này phải đi đường ngang luôn á, chứ không có đi đường vòng lên trên nè. Bây giờ đang tuần ai đó, Gobo một mắt hả?
chết gà. Dạ, sao nó bắn trước? Ôi, bắn gì bắn hụt, ông nội ơi. Thế nó thấy mình hả? Dưới này còn hai thằng nữa mà mình lo ở trên là ở dưới này tông liền. Chỗ này anh lính mới chắc chết quá. Bốn máu với một giáp nữa. Vừa đủ. Sáu tuần thì không thả rồi, không phải lo cái chuyện đó. Mình ở đây còn lâu nó mới bắn được. Kỹ thuật. Hồi nãy 3 đam, giờ còn 2 đam.
Tôi còn một máu. Quá đỉnh. Quá kỹ thuật. Game này hay phết đó nhá. Thanh niên này hơi phế đấy. Hai chục nước hả trời? Bẻo gì? Hai máu nè. Ủa thì kiếm đâu ra 2 điểm nữa giờ. Ê ê à. Ây da. Tôi vượt nguy hiểm hả? Cho vô thôi. À, không lẽ phải đi lại cái 2 điểm kia từ đầu, tại vì tôi đi cái 2 điểm kia trước nên bây giờ tôi phải quay lại đi lại 1 lần nữa mới đủ á. Nước bên này thì không qua được rồi. Đây nè, nãy do đi cái ít là cháp này trước nè. Tôi sẽ chọn được. À phải quay về nghỉ ngơi cái này. Tiện nó kêu luôn ha. Do nãy đi cái đó trước nên mà nó bị lỗi. Cái này nó mở gì nè. 1.3. Tức là nếu như thằng Niper nó gầy đạn trước á, thì nó bắn cái khẩu này xong nó mới bắn khẩu Niper, thì nó gây tổng cộng ra là tới 7 đam lận, chưa kể chí mạng nữa nha. Còn nếu như thằng Niper nó bắn cái khẩu kia mà mặc dù nó còn 1 điểm, nếu như nó gầy đạn rồi nó bắn cái khẩu kia là kết thúc tool luôn. Còn cái khẩu vũ khí phụ này thì nó không kết thúc tool. Khẩu này rất là đáng mua nè. Hai máu, ao ra hồi này hồi phạm vi trình ngồn như tôi cần gì hồi máu vậy. Cứ thừa thải. Này có 4. Lấy tạm này cho con cu kia. Đổi 1 nước. Lấy tạm như thế này do thằng Niper chính rồi, ngày mai mình lấy cho thằng Niper bụng sao. Điểm nốt này luôn cho đủ đội hình đi. Ủa hình như mỗi ngày là nó ra một con mỗi khác. Này anh nghe nè, 1 chấm nước bạn lên giá. Thấy mình nghèo các bạn ép giá mình đó. 5 tuần. Con này chiên về lũ đạn. Lấy cái tâm dinh này. Ủa
lấy đầu đi chứ. Phải làm lại cái này mới đủ 12 điểm đi tiếp mới được. Do nãy làm cái này hơi sớm. Sau này nó tự mồi vô vậy. Cho anh này, anh hai thanh niên này nên đi M3 cái đi. Ủa anh chỗ này nãy đi rồi mà. Biết là 7 nhưng mà chúng ta vẫn cứ vào thôi. Chết rồi, thằng này bơ đứng trên mới đúng. Ủa quên đem cái vũ khí phụ cho nó rồi. Bắn gì bắn hụt, bắn đùa nhau à. Thằng này cũng hụt luôn. Lúc nó bắn một lần, lúc nó bắn hai lần sao ta? À cái khẩu này thì nó hèn luôn. Xuống tí ngon. Quên quên lụm cái đó. Lên cấp 50% cơ hội chí mạng. Bằng súng cũng được mà bằng cái mà đánh cận chiến hoặc là cái đồ nổ luôn. Ô nếu không di chuyển thì nó sẽ tự động reload khi mà kết thúc tuôn. Được, ngon, quá ngon luôn. Còn một cái bánh răng.
cái này khi hạ gục một quân địch đó thì mình mới bắn được một lần nữa, nên phát đòn là rất là quan trọng. Tối đa là cộng 3 nếu như mình hạ gục được quân địch, thằng này chuyên gia lết hit. Con đâm cao thì lại không được lết hit. Vậy là cái con neighbor á, mình chuyển qua cái hệ này là hơi bị ngon luôn đó nha. Mà không, nó bắn phát nó gầy đạn này nên nó không có xài được cái nội tại này. Chí mạng thì cộng 1 đam. Chỉ là cái súng bắn nhiều viên thì nó lợi hơn. Tại vì thằng nào nó cũng cộng 1 à. Anh em bắn 3 viên mà 3 viên nó chí mạng thì cộng 3 đam. Còn anh em bắn mà 1 viên nó 3 đam á, thì nó cũng cộng có 1 đam là nó lên được có 4 đam à. Anh em bắn 3 viên 1 đam thì nó có khả năng lên được tới 6 đam lận. Rồi hiểu. Nhìn lắm nước một này, đi lần hai thì nó bèo hơn. Ủa vẫn 10.12 á ta. Vậy là tôi sót cái quét nào ở đâu đó rồi. Trời ơi, không có miếng nước luôn. Hãy đổi quan khác nữa nè, mà 100 nước mà mình có 86 à. Đi thôi, đi thôi. Còn thiếu 2 điểm ở đâu ta? Đi thẳng về trái, bên này mình chưa đi. Ủa, dòng lại mà. Cái méo nhau đâu. Hết rồi. Để đủ 100 tiền rồi nè. Về thay nốt kia luôn. Mình có hai thằng thợ máy rồi.
có tay. Vậy là phải đi vô cái vùng nguy hiểm rồi đó. Đi vô cái vùng nguy hiểm hồi nãy bị đệ bác bắn. Chỉ còn cái chỗ đó thôi, chứ mình không còn đường nào để mình đi nữa. Sợ đồ khó có một sao vậy nào. À, một người đi. Ủa, không có dùng thêm lót này được nữa hay sao? Chỉ có một lót thôi. Trời ơi, kiến xấu quá. Cái này giống cái kiến đo chỉ số sức mạnh của mấy thanh niên Saiyan đó. Tuôn nữa. Tại cái chỗ này chắc lối ra thôi, lối ra. Chết tôi rồi. Để đóng gì vậy? Ơi, bắn chung. Bắn này chung kia. Ở chỗ này không an toàn nha. Bắn chúng là chết rồi.
đơn giản, game dễ. Đủ khó một sao nhưng mà một người thì đó đúng là khó thiệt. Rồi đủ 12 nè. Lên có chút xíu à. 3 hộp. Một đống nước, 4 hộp với 30 nước. Nãy có cái đường ở đâu nó thông qua cái chỗ map 1 bên này rồi. Nè nè nè, nó có cái chỗ thông qua map 1 à. Ít y à chấp, nó đúng là cái chấp thiệt. Ok. Kim cuốn phết. Tôi đem cái hỏi nó cho mấy người rồi đó. Rồi đây là phần thưởng của anh đây. Robo mà nó cũng hoa nữa hả? Cái chìa khóa. Cái chìa khóa chắc là nhiệm vụ thôi. Anh này là bomber, chuyên gia chuỗi bom quá. Tôi không thích, tôi thích thằng em Nia kia hơn. Anh Nia này nhìn cũng ngầu phết. Ba đâm nổ. Hơ hả? Hơ là cô ấy hả? Ô cái đam này là nó xuyên qua lớp giáp luôn nha, cũng được à, quốc đi. Mời anh vào phi hành đoàn của chúng tôi. Khoan khoan khoan, anh Điên này muốn nói gì đây? Phương Tây có cái gì đó. Còn 72 nước hả? Này có hai rồi, có món một rồi chọn lựa gì đó. Rồi 11 ngày chúng ta đã ở trong game gần 2 tuần rồi, có thời gian rảnh tôi sẽ chơi tiếp game này, rất là thú vị nha, rất là cuốn nha. Thế đó là không biết có quay video không chứ game này chơi hay phết. Game đây nó có chiều sâu, mình mới chỉ khám phá được một cái phần cơ bản của nó thôi, nhưng mà thấy nó có rất nhiều thứ rồi. Ủa cái thằng mới tuyển vô nó không có hôm nay hả? À mình nên lóc một đứa rồi. Cái quân đội mà Yuli có sẽ sử dụng cái lưỡi của mình để gây sát lạ sẽ thương ba đam trong quân địch luôn. Quân địch cùng loại là kiểu như là neighbor hoặc là mấy người cận chiến với nhau á, nó cũng xuyên qua giáp luôn, khá là ngon. Một cái lựu đạn hai tầm cho mỗi tool nó là mấy hành động miễn phí. Nhưng mà bây giờ mình chưa có mở được mấy cái lót gắn thêm. Nếu như mở mấy cái lót gắn thêm mà gắn được 3 cái lựu đạn đó, thì nó rất là ngon nha. Nè hiển thị đã mua rồi. Hiển thị đi. Rồi có thời gian tôi sẽ chơi tiếp game này. Thì hành động của mình thì không biết là sau này nó có bao nhiêu người nữa lận. Cái em mình mới mua nè, mình có khả năng bắn sọt danh nè. Ủa bắn mà đạn rocket. Rồi ok bye bye anh em, có thời gian chơi cái game rất là thú vị luôn, có xếp game không? Thì anh đoàn của chúng ta này 4 thanh niên 4/4 à, sau này mình nâng cấp lên chắc có khoảng là 9 à. Thiết kế như thế này chắc là 9 này. Thêm chế lụ mới nữa nè, sử dụng một lần mỗi nhiệm vụ, sử dụng 2 lần mỗi nhiệm vụ. Bữa nay bấm cái gì cái đó ta? À đúng rồi, kép. Con này đổi con mắt ra đi. Con bé nữ chính của chúng ta
cái nón màu vàng với cái áo màu vàng thì nó tông xịt tông khá là đẹp. Rồi cho nó cái nón này, thanh niên này cuồng chiến lắm, cái nón kỹ sư thì đúng hợp rồi. Thôi cho nó lên một sao đi. Còn em lựu đạn này hai đốt luôn. Ưu tiên một điểm di chuyển đi. Hay là lấy máu ta, em có cơ động hay không không biết nữa. Chí mạng 75% cộng 100. Quay à. Sau này mình cài mình mở mấy nội tại của mấy bên khác nữa. 8 máu, 7 máu, 8 máu, 8 máu, 7 máu là ông này. Hai cái súng giống hịch luôn, thiệt tình chứ. Trời ơi, đi mua 7 mấy đồng của tôi. Ông này mở hai lót thì tôi sẽ gắn hai chiếc lựu đạn vô luôn. Do ông này á, ông cần cái điểm á, ông cần cái điểm mà lách thiết, nên tôi nghĩ gắn cái này vô thì nó ngon hơn. Gắn cái máu vô đi. Cần chiến xài bao nhiêu đâu, hai máu thì khá là quan trọng. Rồi ok, bye bye anh em.